chuột kìa. Vời ơi. Trong nhà nó có bò cho tủ lạnh ấy. Sao? Bò cho tủ lạnh ấy. Bò tủ lạnh ăn càng mát thì sao? Đừng tiền à? Hả? Đừng tiền. Ai mà thừa tiền mà ăn thịt bò tủ lạnh càng mát. Người ta nói thế mà thừa tiền. Ăn nói nó đồ. Thế mà giáo gì? Không thừa à?
trồng thì thêm cái đít của nó là cái đít nó bé là nó già là cái rốn của nó ấy. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
không có gì không ra. Caramel là thịt nè. Me lo voy a...
lâu chưa? Được một tuần rồi chị ạ. Thế thuốc thang uống chưa? Tôi uống rồi. Em ở một mình hả? Ừ. Không có gì cho em đâu, chỉ có chút quà, hoa quả. Mua cái này mì tôm để cho em không đi mua được, cho em ở nhà ăn pha ăn. Em cảm ơn chị nhé. Không có gì, nhà cửa một mình như này không có ai hộ làm, em vất vả nhỉ. Được cái gì giờ, chị không có gì cho đâu, thì cho một ít để em trang trải cuộc sống, lợp mái nhà. Nhà dột hết rồi. Em cố gắng nhé. Cảm ơn chị. Đi mua thuốc về uống nhé. Không, cảm ơn chị. Không, một mình em không gánh vác được đâu. Cố gắng ăn uống nhé. Không, một mình em không vác được công việc đâu. Cố gắng nhé. Không, cảm ơn chị. Chị đi về nhé. Oh.